Cái này là mực nè mọi người, mực in review, nó để chữ review in là thấy không. Cái loại này là cái loại in cái lên áo được luôn đó. Cái mực này nè, cái mực này thì mắc hơn cái mực thường một chút xíu. Để một lát mình coi, mình kiểm tra lại có thật sự là phải là cái mực của mình đang cần hay không. Nếu không đúng thì mình phải mua cho chính xác, chứ để nó đổ vô máy là nó sẽ bị hư nha cả nhà. 4 cây, 4 bình này nó bán rẻ, mình mua trên eBay có 30 mấy đồng. Tính là rẻ hơn Canon. Sao? Bà Như chào, cái đó của mẹ đó. Của mẹ đó, không phải của bé đâu. Ừ, không phải của bé đâu mà bé dành. Ừ, bé dành, bé giật. Ừ, bé bấm tùm lum tùm la. Giờ mình hai nữa. Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Thì mời mọi người cùng ăn bún mắm với em nha. Tối rồi, nấu giờ mới có thời gian ăn mình. Đó, trộn lên. Nãy giờ chưa có bỏ bạch tuộc, giờ bỏ bạch tuộc vô cho nó thấm. Cho thấm gia vị với miếng tôm nữa. Cái thịt heo thì nhiều à. Ngon. Đang đói bụng. Nãy em nặng chanh vô à. Chà thì một xíu cái mắm cho nó có cái mùi mắm cho nó thơm. Nó thơm ở ngoài sân nè mọi người. Để em dẹp ở ngoài sân còn được nhiêu đây nè. Đó. Rồi mời cả nhà nha. Nó bụng mà. Nấu cái cà tím hơi bị lâu cho nên cà tím bị hơi mềm. Cà tím này mềm nó chặt. Mới đầu bỏ cà tím trên bếp cái thấy nó còn màu á, sợ nó không chín. Sợ nó không chín cái để nấu hồi cái giờ nó mềm luôn. Nãy luộc bún hơi bị quá tài, nó mềm quá trời. Không nè, bún mềm em xem luôn. Cứ sợ nó không chín cái để vào vây lo làm gì. Nãy lúc luộc bún lo làm gì tao quên rồi. Rửa rau, đúng rồi, lo rửa rau cái quay cái quên. Thèm lâu lắm rồi mà mới có thời gian nấu. Cà này mình nghĩ là vừa bỏ vô xong cái đợi cỡ chút xíu à, tắt bếp được rồi. Đừng có đổ màu cái là nó hết ngon. Nãy đang thèm đang hứng muốn ăn, giờ cái đợi lâu ăn hết ngon. Thôi trời, ăn cho nó no đi ngủ. Mới chám cái ăn xong rồi cái hàm đau á nha. Heo nó bị dai giống như heo nái. Cái mắm mắm mà mình câu á, mà mình làm á, cái con cá nó gọi là cái gì đâu, cái chim hả? Cái chim hay cá rô, đúng rồi, dạng cá rô phi, cá rô sặc gần vậy. Làm á, cái thịt nó không có được thơm lắm, mà nó có cái hậu chua chua. Cái thịt của con cá ăn cái hậu nó chua chua, chứ nó không có được ngon giống như món cá sặc nha. Có món này nữa nấu ngon nhất là món cá linh với món cá sặc, mà giờ mình không có, ở nhà mình có mắm gì mình nấu cái đó mọi người. Vì món cá sặc ở đây á, với món cá linh này á, với khẩu vị của mình ăn á thì mình muốn mỗi lần mà ăn vậy á là phải chao lại, chao đường à, thắng đường chao với miếng thính thì cái mắm nó mới ngon. Còn mua ở ngoài chợ về á là họ làm á, họ làm khá là ngọt, tại vì họ làm ngọt như vậy á để bảo quản nó lâu. Nhưng mà mình nói thiệt chứ mắm bảo quản là đã trên 1 năm mà 6 tháng tới 1 năm, mà ở này họ làm á, nhiều khi á coi cái hạn sử dụng á ha, rồi đó 6 tháng rồi, có khi cả năm nữa mà thịt vẫn cứng nè, thịt vẫn cứng nhất không. Có mấy đợt mình mua về không, mình để cho nó giống như là để cho nó gục á, mình để 1 năm sau mình mới ăn, mà mắm nó vẫn cứng khô, cứng á, ăn không ngon. Cái bữa đó là mình phải lấy cái mắm đó mình đổ ra xong cái là mình chao lại với đường với thính coi, rồi nếu như mà có thơm á, có khóm á thì bỏ thêm vài lát nữa thì lúc đó bắt đầu nó mới ngon. Còn không á, ăn nó thịt nó dai nhách à, mắc cười lắm, ngộ lắm. Còn cái hũ mắm này của mình á, hồi nãy đổ vô mùi thấy không, đổ vô chút xíu thôi rồi nó gã luôn, nó gã nêm mượt luôn. Ngon á, hai chị nó ăn chút xíu rồi hết trơn, húp gột ngon không con? Đúng ngon, ngon hả? Bữa nay tôm cũng tươi nè, tôm cũng ngon. Tôm nên mua nhiều khi đó, vô chợ Thanh Xuân ngon người. Ở hồi xưa vô mua thịt bở vịt, còn bên mình thì vớt lên bán liền, tôm sú nhảy chứ cơ gói. Bữa nay nhiều khi mua nhầm cái đợt mà nó gã đông, mà gã đông mà mình mua cuối là bị bở. Cái này mua tôm không, ghé chợ mua xong rồi về làm liền. Mỗi khi làm hay gã đông, bữa nay làm biến ghé chợ mua cho nhanh, mua xong về làm luôn. Mình có cái bịch tôm mà tôm dạng tôm cocktail á, ăn nó dai, nó giòn. Cái loại đó thì ăn nó giòn, nó không có ngọt lắm, mà nó chỉ có giòn, ăn vui miệng thôi, còn ngọt thì không ngọt. Bữa nay ăn mắm nó có gì chua, có mắm cá sặc hả? Đúng rồi, cá sặc, cá gọi là cái chim hay cái gì, cá mè, đúng rồi, nhớ à, cá mè. Thịt con cá mè ăn không, nó hơi chua, không phải chua mà nói chung là không ngọt, đúng không? Này mà được hủ món cá linh là ngon. Tại vì nếu như mình hồi nãy mình ghé chợ mình mua á, mình về mình phải nấu rất là lâu, thịt cá linh nó mới rã ra. Còn nếu như mà mình muốn ăn á, là mình chuẩn bị trước á, mình có hũ mắm sẵn á, rồi mình sẽ bỏ vô trong mình chao, rồi cái mình đợi cái hũ mắm nó ngon rồi bắt đầu mình mới nấu. Mà giờ đang muốn ăn với mà đang tính là ăn cái hũ mắm mà mình câu á, cho nên á nãy mới mua, chứ không nếu như mình biết một cái hũ mắm này nó cái thịt cá nó làm cho cái nồi mắm mà nó chua thì chắc mình không nấu đâu. Kệ đi, ăn đã thèm đỡ, ăn đỡ ghiền. Bữa nay mua trúng làm mua heo cũng dai nha, dai à, nhai à. Đã gặp hôm nay đồng răng cái hàm nó ê. Còn chúng ăn heo, heo nái gì nhưng mà giờ bắt đi nhát luôn á, da cắn cái sực sực à. Nãy mình cắt miếng da mà mình cảm giác nó sực 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 đó, mọi người thấy không, không có mềm. No ạ. Mà dạ, cái này nó đuổi sao? Nó đuổi con raccoon. Nó đuổi con raccoon với mấy con mà nó đi ăn cây của mình đó. Nó kêu ý, nó kêu gì đó, cái bắt đầu mấy con đó nó sợ nó đi, nó chạy trốn, biết không? Ừ. Cái đó là để ngoài sân chứ không để trong nhà, nghe không? Ừ. Mẹ ối chưa? Gì? Mẹ ối chưa? Ối đâu mà ối, mẹ ợ. Cái đó gọi là ợ, chứ không phải là ối, biết không? Mẹ ối. Không có ối, bậy rồi. Khi nào mà mình bệnh á, mình khó chịu trong người thì mình mới ối. Còn cái đó là ợ, là khi mình ăn no quá cái mình ợ hơi lên. Ừ, là ợ, ở trong đây nó có cái hơi đó. Ừ, cái mình ợ lên. Mẹ ối, mẹ có bầu mẹ mới ối. Cái đó là ợ với ối khác nhau, hiểu không? Là trong bụng mình nó có hơi, cái mình lên vậy là ợ. Còn ối là mình nôn hết cái gì trong bụng ra. Mẹ có bầu mẹ ối. Phải không? Phải. Biết đúng hay sai cũng phải. Hả? Mẹ nói hả? Hả? Đúng rồi, dư yêu, đừng nói vậy, cái đó là yêu lắm, đừng có nói nữa, nghe không? Không có nói cái đó nữa, biết không? Cái đó là không có rít, khi nào mà mình bệnh mình mới ói, nghe chưa? Ok, không nói nữa nha, dơ lắm, cái đó dơ lắm, yêu, nghe không? Ok rồi, thôi đi là lầu chăm cái cô kia để hồi cô kia kiếm. Nè ba mày ăn đó rồi nè, có cái này không? Nó già quá, heo bên này nó già quá. Nhìn là đã thấy rồi, lúc tôi chưa luộc đã biết rồi, heo già rồi. Ăn chấm với mắm. Bỏ ra mua 2 đồng mấy tao, heo già nhất. Thì nó bán heo gì thì ăn heo đó. Trong tủ còn có heo sao không lấy ra? Em tính mua về là nấu liền, chứ còn bây giờ về nhà. Tại đó, buổi sáng đâu có tính nấu, bắt qua sáng đâu có tính nấu đâu, cái tới lúc đi khám răng xong cái tự nhiên chạy đường em về nấu phở đó, chạy đường về tự nhiên thèm mọi người, cái em nói thôi quẹo qua chợ mua miếng đồ về nấu bún mắm ăn, lâu lắm không ăn bún mắm đó, cái quẹo qua chợ mua đó, chứ đâu có dự định nấu, chứ nếu dự định nấu là đã bỏ đồ ăn ở trong tủ ra trước rồi nè. Anh thì quẹo qua cũng gán mua cái thóc đồ này cho bằng được, ăn nó chua không mà mê lắm mẹ, ngon gì á. Nhà không ăn nó bỏ sạch rác à, bỏ sạch rác, dùng sạch rác dơ dột quay, không ăn nữa dột quay đường nó dột chứ giờ sao để đây cho dán ăn phải không, chứ sao ở trong hộp thì bỏ vô bịch mới dục vô hộp được nè, có vô lụm hết bỏ vô bịch cho mẹ. Ê đổ bóc từ cái bỏ vô. Ừ, bỏ vô đây để nó rớt, có vô không, bóc bỏ vô con điếm nữa, qua siêu truy nữa. đó truy từ truy đó, bỏ vô đi để tối này dán lên nó ăn đó. 5, 6, 7 mấy rồi mấy 100 rồi 100 rồi không nó đúng rồi 99 chứ chưa 100 rồi đó, rồi bỏ vô đúng rồi, bỏ hết vô đây chứ thôi tối nay là nó dán lên đây nó ỉa rồi nó đái rồi nó nhảy lambada trên đây luôn đó, nó đói nó ỉa spicy đái nó ỉa vô là mình ăn mình bệnh chết mình luôn á. Y lấy thêm một cái bọc nữa, một cái nữa quên mo đi đi con, lấy thêm đi, lấy thêm một cái bịch nữa để mày đựng vô cho. Cái bịch nó to lắm mọi người, mà nó kiểu nồi nó giòn, nó xé một cái gách luôn, chua lắm, nó làm còn cái gì chua lắm. Đi đi rửa tay đi, rửa tay đi, ghê quá. Mà không biết nó làm kiểu gì mà nó ướp cái tập phẩm màu gì mà cái màu đậm quá trời, không biết nữa. Cho con nít ăn mà làm chi mà cái màu đậm dữ luôn, không hiểu. Biết là làm để cho nó bắt mắt thiệt, nhưng mà làm gì đâu mà cái màu sợ thiệt chắc. Chua như chanh không rồi. Nè díp lại. Mẹ díp. Rửa thêm tay đi, cái tay sẽ lẹt. À, mê lắm, sợ lắm. Đi vô là nói mẹ, con muốn thoát cồ được không? Cái em dòm mà nói ok thôi, con muốn thì con lặn lấy đi. Cái đầu chạy lại lấy, mà mừng nó mình quýnh hết trơn nữa. Đi tới đi lui, là cầm cái bịch, để giữ cái bịch đó lại. Sợ em trả lại cái bịch đó hay sao không biết nữa. Cái gì đâu mà màu gì thì xanh lè nè, mọi người thấy không? Dính cái tay nè. Điều quá. Rồi thôi xin phép mọi người kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại mọi người vào những video sau nhé. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại, bye bye cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều, bye bye mọi người, bye.